Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với chuỗi vlog của Dr. Glue from MC May. Thì tiếp theo cái chuỗi 5 loại compressor thường dùng. Ở số thứ tư này, mình sẽ hướng dẫn với các bạn tìm hiểu cái loại compressor có tên là FET, FET Compressor. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu coi FET Compressor là cái gì. Thì FET là viết tắt của Field Effect Transistor. Như là cái số thứ ba mà mình đã giới thiệu thì có một cái loại com đó là tube compressor, là cái compressor nó được dùng cái tube để mà nó nén cái âm lượng của âm thanh xuống. Thì theo cái dòng phát triển của những cái thiết bị audio theo dòng lịch sử phát triển á, thì những cái thiết bị tube nó sẽ dần được thay thế bởi cái những cái thiết bị nó gọi là transistor, là những cái cục rất là nhỏ và có ba cái chân. Thì cái con transistor đó nó rất là tiện lợi, tại vì thứ nhất là kích cấu nó rất nhỏ, và thứ hai là giá thành nó cũng rẻ hơn so với những cái tube rất là nhiều. Do đó là hầu hết hiện nay những thiết bị audio analog đều sử dụng cái con transistor để mà làm cái đơn phân trong cái mạch âm thanh ha. Thì tube FET nó sẽ là FET compressor, là nó sẽ ứng dụng cái transistor để mà nó nén tín hiệu âm thanh xuống. Do là nó là cái công nghệ mới hơn cái tube, do đó là cái cách mà nó tác động với âm thanh nó sẽ chính xác hơn, nhanh hơn, và những cái thông số mình sẽ có thể tùy chỉnh ở những cái giá trị rất là thấp hoặc là rất là dài. Ok, thì nói sơ qua là như vậy. Thì mọi người có thể sẽ cùng nhìn vào cái project á, để mình sẽ giới thiệu cái con FET này kỹ hơn. Thì cái plugin mà mình dùng để giới thiệu nó cũng đến từ hãng Analog Obsession. Mình rất là thích cái hãng này tại vì nó cho nhiều plugin free mà hầu hết tất cả những cái con analog nổi tiếng nó đều có cái bản replica ha. Thì mọi người vào cái phần On Download của Analog Obsession, tìm tới cái phần FET Bundle. Thì ở trong đây chúng ta sẽ có con Fetish, là cái con compressor FET nè. Bên cạnh đó thì nhà sản xuất còn cho chúng ta thêm con FET Dry, là để add cái saturation của con Fetish chứ không com. Hoặc là cái con FET Snap, là để add cái độ snap của cái con Fetish chứ không có. Thì mấy con này mình sẽ nói sau đi ha, mình sẽ giới thiệu con Fetish trước. Thì mọi người nhìn vào cái project của mình ở đây, có thể thấy là đây chính là cái project của những cái video trước mình mở ha. Hôm nay thì mình sẽ chỉ tác động lên cái drum thôi. Thì những cái con mà optical compressor hoặc là tube compressor nó sẽ có một cái bị giới hạn, đó là cái tốc độ phản ứng của nó với những cái audio nó sẽ nó hơi bị chậm. Do đó là nó có thể khi nó com nó sẽ bị sót một số cái đỉnh âm lượng, làm cho cái audio chúng ta nó vẫn có những cái đỉnh nhọn nhọn như này. Cái đó thì nó sẽ rất là có lợi đối với những cái thằng như là vocal hay là bass, khi mà nó cần boost cái đầu nhọn lên để nó pop up, nó nổi bật giữa cái bản mix. Tuy nhiên là những cái thằng như thằng drum, nó có những cái đỉnh nhọn nó nhiều quá và người ta muốn nén những cái đỉnh nó xuống, thì những cái thằng kia nó lại không đáp ứng được. Do đó là người ta phải chế ra cái con này, con FET compressor này. Thì bây giờ mình sẽ thử load cái con Fetish ha. Thì đây là giao diện của con Fetish. Mọi người có thể thấy là cái con Fetish này nó sẽ có nhiều thông số hơn những cái con tube hay là optical. Nó cho chúng ta tùy chỉnh cái thông số attack cũng như là release ha. Và những thông số này nó có thể xuống rất là thấp. Thí dụ như attack của con này nó có thể xuống tới 20 micro giây, là khoảng 0.2 mili giây. 1000 micro giây, đúng rồi, 0.02 mili giây. Thì cái này khá là ngắn rồi ha. Và nếu mà mọi người thấy cái tốc độ attack này vẫn chưa đủ, có thể ấn cái nút slam này để nó còn ngắn hơn nữa. Thì mọi người nghe thử khi mình để attack siêu ngắn và release tầm vừa vừa, ratio tầm 5 đi. Rồi mình sẽ kéo cái input này lên từ từ. Cái input này nó chính là cái threshold ha. Càng kéo lên nó sẽ càng nén nhiều hơn. Thì mọi người hãy nghe cái tác động của cái con cơm này với cái drum này. Đây là cái drum chưa bị nén nè. Mình cứ thế mà đi.
Mà có thể thấy ngay lập tức khi cái con comp này nó nén, nó làm cho những cái transient của cái ROM nó bị bóp nghẹt đi và cảm giác cái ROM nó bị xa xâm ra ha. Đó là cái sức mạnh của con này. Khi mà những cái con như là sub hay optical nó không làm được. Thì mình thử ấn cái nút slam này ha, mọi người có thể sẽ nghe là cái attack nó sẽ còn nén nhanh hơn nữa và cái hầu như là nó không còn cái transient nào thoát qua được. Bây giờ mình sẽ thử tắt mở con này, mọi người nghe sự khác biệt ha. Đây là không có cơm nè. Do là cái khả năng cơm của con này nó khá là căng, nghe nó khá là bóp nghẹt cái drum lại ha. Thì người ta có một cái cách dùng cái con này, đó là người ta sẽ setting với những cái setting rất là căng như thế này, cho nó nén siêu nhiều luôn, có thể đẩy input lên nữa. Rồi sau đó chúng ta sẽ mix cái tín hiệu trước khi comb với cái tín hiệu sau khi comb, đó là dùng cái nút mix này. Thay vì mình để 100% là chỉ có 100% tín hiệu là bị comb, thì mình có thể trả lại khoảng 50, tức là sẽ có 50% tín hiệu gốc và 50% tín hiệu comb. Thì cái kỹ thuật này nó gọi là New York Comb, NY compressor hoặc là Parallel compressor ha. Thì bây giờ mình sẽ để nó là không bị comb gì hết. Rồi sau đó mình sẽ tăng cái dry wet này lên cho tới khi mình nghe cái âm thanh của cái drum nó có sự cân bằng giữa cái độ punch, cái độ đập và cái độ căng, cái độ rền vang khi mà bị comb ha. Rồi, mọi người có thấy là với cái cách comb như thế này thì cái drum của chúng ta không chỉ là giữ được cái độ đấm, cái độ punchy mà nó còn được add thêm một cái cảm giác rền vang, cái độ căng của một cái âm thanh drum bị compress ha. Thì do đó là cái loại comb Fat này người ta rất là ưa dùng cho những cái thằng như là drum. Ngoài ra thì người ta vẫn còn có thể dùng nó cho những cái thằng như là guitar hoặc là bass hoặc là vocal. Nếu mà những cái con comb thí dụ như là optical hay sub nó không đáp ứng được cái attack ngắn như là mong muốn của cái người kỹ sư mixing ha. Ok, vậy đó là tất cả những cái mà mình muốn chia sẻ về cái loại Fat Compressor này. Thì hy vọng các bạn có thể thấy nó hữu ích và có thể ứng dụng được trong cái sản phẩm âm nhạc của chính bản thân các bạn ha. Và hẹn gặp lại các bạn ở cái số blog tiếp theo.